Chào các bạn, cứ thân mến, mấy cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn tiếp tục với chương trình tổng ôn từ vựng. Em thân mến, cô Trang Anh có hứa với các bạn rằng là cô Trang Anh duy trì chương trình tổng ôn từ vựng của các bạn chia theo 3 cấp bậc độ. Đó là từ vựng 7 cộng, từ vựng 8 cộng và từ vựng 9 cộng. Hôm nay là buổi học livestream số 2 về phần tổng ôn từ vựng. Buổi hôm qua chúng ta đã học về phần từ vựng 7 cộng rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phạm trù 8 cộng trong từ vựng. Em thân mến, nếu như cái phạm trù 7 cộng trong từ vựng nó là phạm trù về nghĩa của từ, phạm trù về từ loại, tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, thì ở cái phạm trù 8 cộng mình sẽ chú trọng vào phạm trù về giới từ, cụm động từ và cụm từ cố định. Vậy thì tất cả những cái phạm trù 8 cộng này cô Trang đều lao chuyên hỗ trợ các bạn rồi. Hôm nay cô Trang sẽ quay lại hỗ trợ các bạn với phạm trù về cụm từ cố định em nhé. Bạn thân mến, tại sao cái phạm trù về cụm từ cố định cô Trang lại cho vào phạm trù 8 cộng thôi? Bởi vì là về cơ bản, thực ra là cái phạm trù cụm từ cố định này, trong tiếng Anh nó có rất là nhiều cụm từ cố định. Nhưng mà trong cái chương trình thi của mình thì chỉ thi vào những cụm từ thông dụng thường gặp thôi. Nên là ở cái mức độ như vậy thì cô Trang chỉ đưa vào cái mức 8 cộng thôi em nhé. Bây giờ các bạn sẽ mở trang 304 ra. Bạn thân mến, ở cái phạm trù về cụm từ cố định thì cô Trang đã chữa được đến câu số 20 rồi. Hôm nay cô Trang sẽ chữa tiếp từ câu số 21 trở đi. Ở cái chuyên đề về phần cụm từ cố định này thì cô Trang có cung cấp cho em một cái bảng cụm từ cố định. Vậy thì trong quá trình các bạn làm bài tập thì nếu như gặp cái câu đó mà cụm từ đó em không biết thì em có thể tra trong bảng này. Thực ra là chỉ cần tra trong bảng này thôi là em có thể tìm đáp án rồi. Nhưng mà cô Trang khuyến khích các bạn, bởi vì là chúng ta đang trong cái giai đoạn tổng ôn mà. Nên là cô Trang khuyến khích em là mở rộng từ vựng cấu trúc trong cái câu đề, trong các phương án ra, để chúng ta có thể khai thác được nhiều nhất kiến thức trong cái cuốn sách này em nhé. Bạn thân mến, trước khi vào bài các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học. Với những cái chương trình tổng ôn về từ vựng ngữ pháp như này thì thời lượng buổi học của chúng ta khoảng 40 đến 45 phút thôi. Nhớ thế còn khi nào mà cô Trang chữa một cái đề theo form đề minh họa hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ học 1 tiếng. Tuần này sẽ có mình còn buổi mai là học phạm trù từ vựng 9 cộng này. Và thứ 6 cô Trang sẽ hỗ trợ em với một buổi về phần ngữ pháp này. Và thứ 7 chúng ta sẽ luyện các dạng bài đọc theo form đề thi mới em nhé. Vậy là trong một tuần chúng ta sẽ học livestream đủ từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ mỗi chủ nhật thôi. Thực ra thì cô Trang cũng muốn dạy lốt cả ngày chủ nhật nữa, nhưng mà chủ nhật thì vào lúc 20 giờ tối chủ nhật thì cô Trang có lịch dạy của nhóm ngữ pháp, và nhóm đấy thì thường là các bạn sẽ học buổi livestream khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, nên là sẽ không kịp để cô Trang qua đây gặp các bạn. Rồi các bạn thân mến, trước khi vào bài các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu nội dung buổi học ạ. Nói chung là trong cái thời lượng là 40-45 phút trong một buổi học ấy, thì cô Trang muốn tập trung vào bài để các bạn có thể học được nhiều nhất như có thể. Nên là cô Trang sẽ tập trung vào chữa, không nói chuyện riêng. Và cô Trang sẽ cố gắng chữa chậm, nói chậm để tất cả các bạn có thể theo được nhá. Cuối mỗi buổi học thì cô Trang sẽ nhắc nội dung học của buổi sau. Thì các bạn nhớ là khi cô Trang nhắc là buổi sau mình học cái gì thì các bạn xem trước. Nếu bạn nào có sách thì bạn xem trước bài giúp cô. Thì khi mà các bạn xem cô Trang chữa thì bạn sẽ thấy thấm và ngấm hơn. Rồi các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn chưa. Nếu như bạn nào mà thấy tình trạng mạng nó bị lag một xíu thì bạn có thể thoát ra vào lại em nhé. Rồi bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 21 trở đi. Mục tiêu của cô này là hỗ trợ các bạn chữa từ câu số 21 đến câu số 50, sẵn sàng chưa ạ? Với cái câu số 21, em nhìn thoáng qua 4 đáp án của câu này. Em sẽ thấy rằng là 4 đáp án là 4 từ vựng với nghĩa khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà những cái từ này nó rất là thông dụng luôn. Chúng ta có ý A với động từ build là xây dựng. Rồi ý B với cái động từ relevant nghĩa là nâng cấp, là cải tiến, là đổi mới. Rồi thế còn ý C với động từ heal nghĩa là chữa lành, nhỡ chữa khỏi bệnh. Nhưng mà ngoài ra nó có nghĩa là hàn gắn mối quan hệ nữa. Thế còn với cái anh ý D thì sao? Ở trong cái ngữ cảnh câu này nó đứng, cái chỗ trống của mình là đứng sau động từ khuyết thiếu can. Mình có cái cấu trúc là sau can có vâng nguyên dạng có thể làm gì. Nó sẽ khác với cái anh là be able to. Mình có cái cấu trúc là be able to có vâng nguyên dạng có thể làm gì, do cố gắng nỗ lực mới làm được. Thế còn với cái anh là can có vâng nguyên dạng nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra, hoặc là khả năng được ai đó có thể làm gì. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy chỗ trống này cô cần động từ. Nếu cần động từ thì cô sẽ xét ý đây là động từ. Với từ bridge,
với cái từ là bridge. Nếu danh từ nó là cây cầu và động từ của nó sẽ nghĩa là bắc cầu, xây cầu, nhờ nghĩa là nối liền cái gì đó. Vậy thì với cái câu số 21 của chúng ta, bây giờ vì nó là cụm từ cố định thì bạn sẽ phải xem cho cô cái kết hợp từ ở đây là gì. Thì cô có từ sau. Vậy từ gap là khoảng cách. Và chúng ta có một cái cụm từ mà bạn thừa nhận cụm từ đó. Cô có cụm từ là bridge the gap, nghĩa là thu hẹp khoảng cách. Nó là một cụm từ cố định. Đó là cụm từ thì bạn sẽ thừa nhận cho cô thôi. Thì ở đây cô có từ innovation là đổi mới, là cải tiến. Vậy dịch là cải tiến về công nghệ có thể thu hẹp khoảng cách. Nhớ cô có từ between là giữa. Nhớ cô có từ generation là thế hệ. Là dịch là đổi mới trong công nghệ có thể thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ. Nhớ rồi là sao foster, cô có từ foster là thúc đẩy cả understanding hiểu biết. Và collaboration hợp tác across, nhớ qua các nhóm độ tuổi khác nhau. Vậy cô sẽ dịch hoàn chỉnh là đổi mới công nghệ có thể thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ và thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các nhóm tuổi. Vậy thì câu số 21 cô chọn được ý D em nhé. Xong câu số 21 chuyển cô sang với câu số 22. Với cái câu số 22, bạn sẽ xem cho cô xem là cái kết hợp từ ở đây là gì, cái cụm từ ở đây là gì. Thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ tears, ok, to the eyes of somebody. Vậy cô có một cái cụm sau, bạn thừa nhận cụm đó luôn cho cô này. Cô có cụm từ là bring tears, ok. Chúng ta có cái cụm từ là bring, với cái cụm từ đó là cụm từ bring tears to, one ở đây là tính từ sở hữu em nhé, eyes, đúng không ạ, one eyes of somebody. Cả cái cụm này của chúng ta nghĩa là gì, bring là mang đúng không, bring tears to, one eyes, nhờ gì, chúng ta sẽ có, xem này, chúng ta có cái cụm từ là bring tears to one eyes, nghĩa là làm cho ai đó khóc. Thế còn đây người ta dùng là bring tears to the eyes of somebody. Nhớ, nếu em dùng là one tính từ sở hữu, nó sẽ là one eyes thôi. Thế còn không em sẽ dùng là bring tears to the eyes of somebody. Mình nghĩa là khiến cho ai đó khóc. Vì theo cái cụm như vậy, cô sẽ chọn được câu 2 là anh ý B. Ý B thì cô sẽ có từ brought là quá khứ của động từ bring. Đó không ạ? Vậy thì với câu này chúng ta sẽ dịch cái câu này nhé. Mà trong quá trình dịch thì mình sẽ phải biết nghĩa của từ đúng không ạ? Vậy nên mình sẽ tổng ôn từ vựng luôn này. Cô có từ touching. Với cái từ touching là tính từ, nó sẽ bằng với từ sau. Nó bằng với từ moving, nghĩa là cảm động. Cô có từ speech là danh từ của động từ speak, nghĩa là nói. Vậy đây có từ speech là bài phát biểu. Vậy dịch là cái bài phát biểu cảm động, nhờ about, về cái gì, overcoming, vượt qua, nhờ vượt qua cái gì đấy ạ. Chúng ta có, nếu như từ này là từ mới với các bạn, thì bạn ghi ra để học. Hôm trước cô cho anh thấy có bạn nhắn cho cô, bạn bảo là cô ơi các buổi chữa cô cho anh chữa chậm hơn để em có thể ghi chép được. Nhưng thực ra thì cô cho anh nói như này cũng chậm rồi, nếu nói chậm hơn nữa thì một buổi chúng ta chữa được ít lắm nhá. Cô có với từ sau, với từ adversity. Cô có từ adversity, từ đấy của chúng ta có nghĩa là nghịch cảnh, là khó khăn. Vậy thì với câu dịch là bài phát biểu đầy cảm động, dịch là bài phát biểu cảm động của cô ấy về cái việc vượt qua nghịch cảnh, chợ đã lấy đi nước mắt của khán giả, tức là đã khiến cho khán giả rơi lệ. Vậy cô sẽ dịch hoàn chỉnh là bài phát biểu cảm động của cô về cái việc mà vượt qua khó khăn, vượt qua nghịch cảnh đã khiến cho khán giả rơi lệ. Vậy thì với câu số 22 cô chọn được ý B em nhé. Xong câu số 22 chuyển cô sang với câu số 23. Với cái câu số 23 thì bạn thấy là bài này của chúng ta là dạng về kết hợp từ rồi. Thì bạn sẽ phải xem cho cô xem cái kết hợp từ ở đây là gì. Thì bạn sẽ nhìn cho cô ở trong cái câu dẫn ý, thì cô có từ sau. Với từ presentation, nhớ cô có từ presentation nghĩa là bài thuyết trình. Vậy thì cô sẽ có cái cụm từ sau ra từ give, ok. Hoặc là ngoài cái từ là give, nó còn từ deliver. Đúng ạ. Chúng ta có cái cụm từ là give hoặc là deliver a presentation on something. Cô có cả cụm từ là give hoặc là deliver a presentation on something. Cô biết rõ đây cho em này. Presentation. Tất cả những cái cụm này thì ở trong cái bảng của sách có rồi. On something. Nghĩa là thuyết trình về cái gì. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Theo cái cụm như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cả A và B đều thỏa mãn. Được không ạ? Rồi thậm chí còn cả cái cụm từ là make.
Thậm chí nó có thể đi được với cả là make a presentation on something nữa. Đó nhá. Bạn thấy rằng là như vậy thì cả A, B, C đều phù hợp. Có bạn chọn đáp án đi D, tất cả đều đúng. Nhưng mà xem cho cô sao ấy. Ở trong cái câu này của chúng ta, bạn sẽ phải xét thêm một cấu trúc nữa. Căn cứ bằng từ need, chúng ta có cái cấu trúc là need somebody to do something, cần ai đó làm gì. Vậy tức là ở đây cô cần to vô nguyên dạng. Nếu mà vô nguyên dạng thì cô sẽ không chọn ý B, không chọn ý C. Bởi vì B và C của chúng ta chỉ ở dạng quá khứ. Như vậy thì với câu số 23 chỉ có thể là ý A mà thôi. Và dịch là chúng tôi cần một người thuyết trình về cái chiến lược ra mắt sản phẩm mới. Ok. Xong câu số 23, chuyển cô sang với câu số 24. Với cái câu số 24, xem cho cô xem là với cái câu này em sẽ chọn được đáp án là anh ý gì. Thứ nhất là với cái anh ý A cô có cái cấu trúc là spend time. Sau spend time cộng với verb in, dành thời gian làm gì. Vậy đây cô lại thấy đằng sau là dùng là to verb in, lên ý A của cô loại. Rồi bây giờ em sẽ xét cho cô đến với cái anh ý B của cô liệu có được không. Thì với cái anh ý B chúng ta có từ sau. Với từ sacrifice, từ này cô nếu danh từ nó nghĩa là sự hy sinh. Ngoài ra có thể động từ nữa. Động từ thì cô có như sau. Với từ sacrifice, từ đấy của chúng ta có nghĩa là hy sinh. Vậy chúng ta có cái cấu trúc là sacrifice something. Ok, to something nghĩa là hy sinh cái gì đó cho cái gì. Ngoài ra cô có từ sacrifice something, nhờ for somebody something. Hy sinh cái gì đó cho ai, cho cái gì. Đấy nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái anh là sacrifice, nó sẽ không phù hợp trong cái cảnh câu này được. Vậy thì nếu A không được, B không được thì ý D của cô cũng không được. Như vậy thì với cái câu số 24, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý C. Ý C đó sẽ đi theo cấu trúc như sau. Mình có cái cấu trúc đó là, với cấu trúc là devote. Ok, cô biết rồi đấy nhé. Cô có cái cấu trúc là devote. One times. Đúng không? One time. Hy sinh thời gian của ai to doing something. Để làm gì? Cống hiến dành thời gian của ai đó để làm gì? Vậy thì với câu này dịch là cô ấy đã dành cả đời để giúp đỡ những cái đứa trẻ nhờ có hoàn cảnh khó khăn ở trong những cái khu vực vùng sâu vùng xa. Vậy thì với câu số 24, cô chọn được anh ý C. Xong câu số 24 chuyển cô sang câu số 25. Câu này dễ này. Với câu số nha, bạn sẽ căn cứ bằng từ work. Và nó đi theo kết hợp từ nó sẽ là do work, là làm công việc. Vậy thì với câu số 25 không có gì phải bàn cãi. Cô chọn được câu số 25 của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý C. Và cô dịch câu này như sau. Dịch là nhờ dịch trục qua dịch là một số nhờ cái phần việc trong cái kỹ năng thuyết trình của bạn. Và dịch là hãy rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình của mình. Và bạn sẽ thấy có cái sự cải thiện đáng kể trong cái khả năng nói trước đám đông của mình. Xong câu số 25 chuyển cô sang câu số 26. Với cái câu số 26 em lại gặp lại với cái cấu trúc sau. Đó là cấu trúc là need to do something, cần phải làm gì. Vậy thì với câu số 26 cô sẽ dịch được câu này như sau này. Chúng tôi cần phải làm sao với, nhờ cô có từ supply là cung cấp. Bây giờ bạn sẽ thấy rằng là với cái từ này của chúng ta chuyển y dài thành y ngắn thêm đuôi error thì cô có với từ supplier nghĩa là nhà cung ứng, nhờ to secure để đảm bảo, nhờ better là tốt hơn, price là giá, nhờ for our material cho chất liệu của chúng tôi. Vậy cô sẽ thì hoàn chỉnh câu này là chúng tôi cần phải đàm phán với nhà cung ứng để đảm bảo có cái giá tốt hơn cho nguyên liệu của chúng ta nhớ gì cả. Chúng ta cần phải đàm phán thỏa thuận với nhà cung ứng để đảm bảo có giá tốt hơn trong nguyên liệu của chúng ta. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu này của chúng ta có thể chọn anh ý A được không? Ý A cô có với từ sau. Với từ degree, cứ có từ degree nghĩa là bằng cấp. Ngoài nghĩa là bằng cấp ra thì nó còn nghĩa nữa là mức độ. Ngoài nghĩa là mức độ ra, nó còn nghĩa là độ C. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái câu này của chúng ta, nếu cô xét từ degree với cái nghĩa là bằng cấp, đó, thì chúng ta sẽ có cái cụm từ như sau. Cô có cái cụm từ là do. Nhớ chúng ta có cụm từ là do a degree in something, nghĩa là nhớ có, tức là nghĩa là có cái bằng về cái gì. Ok.
Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái anh ý của cô có thể đi được với động từ do, nhưng mà nghĩa là có bằng thì nó sẽ không phù hợp trong bối cảnh của câu này. Rồi tiếp này chúng ta có ý bê với từ project là dự án. Ý C với từ experiment, chúng ta có cái cụm từ do an experiment, nghĩa là làm thí nghiệm. Vậy ý C với nghĩa là thí nghiệm nó không phù hợp. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, bây giờ cô sẽ chọn được đáp án câu này của chúng ta sẽ phải là anh ý D. Ý D cô có với cái cụm từ là do a deal, okay, with somebody. Với cụm từ là do a deal with somebody nghĩa là thỏa thuận với ai, đàm phán với ai đó. Vậy thì với câu 26 cô chọn được ý D rồi nhé. Xong câu số 26 triệu cô sang câu số 27. Câu 27 chắc chắn là câu này mình có thể dễ dàng nhận ra đây là phạm trù về phần cụm từ cố định rồi. Bởi vì chắc chắn với cái dạng câu hỏi về nghĩa của từ thì người ta sẽ không bao giờ hỏi em mấy cái từ này có nghĩa là gì cả vì nó quá đơn giản rồi, đúng chưa? Bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ complement. Chúng ta có cái cấu trúc đó chính là pay. Nhà cô biết rồi này, với cái cấu trúc là pay somebody a compliment nghĩa là khen ai đó. Được không ạ? Cô có cái cấu trúc là pay somebody a compliment nghĩa là khen ngợi ai đó. Vậy thì với cái câu số 27 theo cái cấu trúc như vậy, theo cái cụm như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 27 của chúng ta. Đáp án là anh ý A, viết dịch là thật là tốt khi mà khen ngợi ai đó, khi mà họ đã nỗ lực rất là nhiều. Chúng ta có cái cụm từ là put in a lot of effort, nỗ lực cố gắng nhiều. Rồi xong câu số 27, chuyển cô sang câu số 28. Với cái câu số 28 thì bạn sẽ thấy rằng là câu này của chúng ta cũng có cái từ với từ compliment, đúng không? Nhưng mà với cái câu này của chúng ta thì nó lại không phải với cái nghĩa là khen ngợi đâu. Như vậy bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ học được một số cái cụm từ cố định đi với từ compliment. Thì cô sẽ thấy rằng là với cái anh 28 của chúng ta, bạn thừa nhận cho cô một cái cụm từ sau. Chúng ta có cái cụm từ là take, okay, it as a compliment. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là coi đó như một lời khen, nhớ nhé. Những bạn nào mà có sách khi mà cô cho anh chữa như này này, đã chọn thì các bạn ghi chép ra, bạn dùng bút chì ghi trực tiếp vào sách cũng được để học. Nhận dịch là khi mà cô ấy chúng ta có với cái cấu trúc sau, em thừa nhận cho cô như sau. Cô có từ remark, mình có cái cấu trúc là remark on something nghĩa là nhận xét về cái gì. Vậy dịch là khi cô ấy nhận xét về cái cách mà tôi đã handle, xử lý cái situation, cái tình huống đấy, how well, tốt như nào. Nhờ khi cô ấy nhận xét về cái cách tôi xử lý tình huống, nhờ, thì tôi đã chọn, nhờ, chọn coi nó như một lời khen. Trong cái câu này mình có cái cấu trúc mở rộng ra là cấu trúc là choose cộng với to verb chọn làm gì. Vậy thì với câu số 28 cô chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án là anh ý C. Xong câu số 28 chuyện cô sang với câu số 29. Với cái câu số 29, đây sẽ là cái nhóm từ mang nghĩa là bằng cấp. Với cái nhóm từ mang nghĩa là bằng cấp thì bạn thấy rằng là ở trong cái bộ sách tổng ôn từ vựng này cô này, cái phạm trù về từ cùng trường nghĩa thì cô cho anh có hệ thống những cái nhóm từ cùng trường nghĩa thông dụng thường gặp thì có cái nhóm từ bằng cấp này và có thể tham khảo ở đó. Bây giờ cô sẽ thấy như sau này, với câu này trước tiên cô cho anh sẽ xét ngữ cảnh của câu này trước. Cô có như sau. Mình có cái cấu trúc là choose cộng với to verb chọn làm gì. Mình có cái cấu trúc nữa là sau many cộng với danh từ số nhiều, nghĩa là nhiều. Bây giờ lại nhiều học sinh chọn cái gì đó về engineering. Cô có từ engineer, nhờ với từ engineer là kỹ sư, cô có engineering nghĩa là về kỹ thuật. Due to, vì. Cô có từ promising nghĩa là hứa hẹn, nhờ jobs. Với ghép với từ opportunity là cơ hội. Vậy thì với cái câu số 29 cô sẽ dịch được câu này như sau. Dịch là nhiều sinh viên chọn theo cái ngành kỹ thuật nhờ vì nó có cái triển vọng, nhờ cơ hội việc làm, vì cái cơ hội việc làm đầy hứa hẹn. Như vậy thì bạn sẽ thấy với cái câu này của chúng ta, xét cho cô xem này, dịch là nhiều sinh viên chọn cái ngành học kỹ thuật do có cái cơ hội việc làm đầy hứa hẹn. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem là chúng ta có thể chọn cái anh ý A được không nhé. Ý A cô có với từ sau, với từ certificate. Cô có từ certificate nghĩa là giấy chứng nhận, chứng thực cái thông tin trên đó là đúng. Ví dụ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Nên là với cái nghĩa là giấy chứng nhận thì nó không phù hợp. Ngoài ra, với từ certificate nó còn nghĩa là chứng chỉ. Chứng chỉ là chứng nhận bạn hoàn thành một cái khóa học nào đó. Em thấy rằng là với nghĩa là chứng nhận, với giấy chứng nhận, với kiểu chứng chỉ ở đây nó sẽ không phù hợp rồi. Vậy cô sẽ loại cái anh ý A.
Thế cô sẽ có với cái anh ý B của cô thì sao? Ý B cô có từ sau. Với từ license. Cứ có từ license nghĩa là giấy phép. Nhờ giấy phép cho phép bạn sở hữu cái gì đó. Hoặc là cho phép bạn sử dụng cái gì đấy. Ví dụ như là giấy phép sở hữu nhà đất cho phép bạn là đúng không ạ? Chứng thực rằng là bạn có quyền được sở hữu cái mảnh đất đó. Hoặc là giấy phép lái xe đúng không ạ? Cho phép bạn sử dụng cái phương tiện đó. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với nghĩa là giấy phép ở đây nó sẽ không ổn. Nên là cô sẽ không chọn. Nhưng ở đây có nghĩa là chọn theo cái ngành học đó, chọn để lấy bằng cái ngành đó cơ. Bây giờ cô sẽ còn hai cái anh, đó là anh ý C hoặc là anh ý D. Chơi ý D, ý C của cô thì sao? Với từ diploma, cứ có từ diploma, từ chúng ta có nghĩa là văn bằng, là bằng cấp. Chơi, nó là một cái khóa học mà được cấp diploma, thường kéo dài từ 1 đến 2 năm và được trao bởi bất cứ một cái cơ sở giáo dục đào tạo nào, thậm chí cả giáo dục đào tạo tư nhân. Đấy nhá. Thế còn với cái anh ý D của cô thì sao? Cứ có từ degree, từ đây của chúng ta có nghĩa là bằng cấp. Một cái chương trình học mà được cấp degree thường kéo dài từ 3 tới 4 năm và được trao bởi những cái cơ sở giáo dục uy tín. Đấy nhá. Vậy bạn thấy được cả hai cái từ này của cô nó có sự khác nhau đấy chứ nó không giống nhau đâu ạ. Cả C và D của cô đều mang nghĩa là bằng cấp. Nhưng mà với cái từ degree, từ đây của chúng ta là bằng cấp được trao bởi một những bởi bởi những cái trường đại học uy tín và thường là cái khóa học được cấp bằng degree thường kéo dài từ 3 đến 4 năm. Thế còn với cái anh là diploma thì cô sẽ là cái cũng là một cái chương trình học mà được cấp bằng nhưng mà thường là cái chương trình học kéo dài từ 1 đến 2 năm và được trao bởi bất cứ cái trường đại học nào, được trao bởi bất cứ cái cơ sở giáo dục nào, đào tạo nào, kể cả giáo dục đào tạo tư nhân em nhé. Rồi, vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem lại với cái câu này của chúng ta. Em sẽ chọn từ degree hay từ diploma. Thì bạn sẽ thấy là nó đi theo cái kết hợp từ. Kết hợp từ đây sẽ là do a degree. Đó, từ này chúng ta nghĩa là học lấy bằng in something về cái lĩnh vực gì. Vậy thì với câu số 29, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Sau câu số 29, chuyển cô sang với câu số 30. Với cái câu số 10 dịch là vị CEO của cái công ty đó đã bị phát hiện là làm sao? Cho chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái câu này, trước khi mình xét các phương án để chọn, đúng không ạ? Trước khi mình xét xem là ở đây nó là cụm là gì ấy, thì cô cho anh muốn mở rộng cho em cái cấu trúc về giới từ như sau nhé. Thì bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái từ sau này, cái cụm này thì cô nhớ là ở cái buổi học tuần trước về giới từ cô cho anh có dạy các bạn rồi, không biết các bạn còn nhớ không ấy, chúng ta có cấu trúc như sau. Mình có cái cấu trúc là guilty of something, nghĩa là có tội, mắc phải tội gì. Vậy thì ngược với cái cụm từ có tội, nó sẽ là cụm từ vô tội, đúng không ạ? Vậy thì ngược với từ guilty, cô có từ sau. Với từ innocent, nhớ cô có innocent of something, nghĩa là vô tội. Vậy thì với cái câu số 30 này của chúng ta, cô sẽ dịch được câu này như sau này. Dịch là vị giám đốc của công ty, đúng không ạ? Đã làm sao đây ạ? Đã bị kết tội. Nhớ, gì là cái vị giám đốc điều hành của công ty đã bị phát hiện là phạm cái tội gì đó, đằng sau cô có với cái từ sau đó chính là từ với từ fraud. Nhớ, cô có từ fraud, từ đấy của chúng ta có nghĩa là lừa đảo. Ok, nhớ, với cái từ fraud là cái hành động mà lừa gạt ai đó để mà lấy tiền, lấy của cải của người ta một cách bất hợp pháp. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có động từ breaking, động từ committing, động từ crushing và động từ playing. Vậy cô sẽ có cái cụm từ là commit. Nhớ, theo cái kết hợp từ thì cô có từ commit của chúng ta ghép với từ. Thì là commit fraud, nghĩa là phạm tội lừa đảo. Vậy thì với cửa dịch là giám đốc điều hành của công ty bị kết tội lừa đảo. Vậy thì với câu số 30, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý B. Xong câu số 30, chuyển cô sang với câu số 31 và câu số 32. Với cái câu số 31 và câu số 32, xem cho cô xem này. Xem cho cô xem cái kết hợp từ ở đây là gì nhá. Thì cô sẽ thấy với cái câu số 31 của chúng ta, em sẽ căn cứ bằng từ impression. Chúng ta có cái kết hợp từ như sau. Nào xem cho cô này. Với cái từ impression, nó sẽ đi với cái cụm là gì? Thì cô có như sau này, cô mở rộng ra cho em nhé. Rồi, riêng với cái anh là impression. Là cô cho anh sẽ mở rộng ra cho em. Đúng không? Với cái cụm là impression vì nó có khá là nhiều cụm nên là cô cho anh sẽ mở rộng cái cụm này cho em nhé. Đúng không ạ? Đợi cô một xíu, chúng ta có xem nào với cái anh là impression.
Bạn với cái cụm này của chúng ta nó có khá là nhiều cụm kết hợp cùng nên là xem cho cô xem là với cái anh là impression nó sẽ ở mục nào. Bạn nào nhìn thấy cái từ impression ở mục nào rồi ạ? Ok, có bạn nào biết cái cụm từ impression ở mục nào không ạ? Nhá, chỉ cho cô để chúng ta có thể giống nhanh được này. Với cái cụm từ là impression. Đúng ạ. Với cái anh là impression. Ok. Với cái anh là impression, bạn nào tìm thấy nó ở mục nào rồi ạ? Dạ đúng ạ, đợi cô xíu, cô cho anh sẽ chiếu cái cụm này cho em này. Ủa? Không ạ. Ok, để cô xem làm sao giống nào, không thấy nó chỗ nào cả. Rõ ràng là nó phải có chứ nhỉ? Đúng không ạ? Đây, ôi dồi ôi. Nó sẽ chính là cái cụm số 30. Oh my god, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó có rất nhiều. Tại sao chúng ta lại giống theo bảng nó không ra được nhanh? Bởi vì sao? Bởi vì em nhìn thấy là riêng với cái anh là impression nó có rất là nhiều. Em nhớ này, chúng ta có cái cụm từ là create, make hoặc là give a good impression on somebody. Với cái cụm từ là create hoặc là make hoặc là give a good impression on somebody nghĩa là tạo ấn tượng tốt với ai, gây ấn tượng tốt với ai. Chúng ta có cái cụm từ là do an impression of somebody nghĩa là bắt chước cử chỉ điệu bộ của ai để mà gây cười. Rồi mình lại có cái cụm từ là get hoặc là have the impression that cộng với một mệnh đề nghĩa là có ấn tượng rằng, có cảm tưởng rằng. Mình lại có cái cụm từ là be under the impression that cộng với một mệnh đề nghĩa là nhầm tưởng rằng. Vậy là có rất là nhiều cụm đi với impression. Đó không ạ, xem cho cô xem này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền với cái nghĩa là gì? Thì cô có như sau. Dịch là gây ấn tượng tốt vào ngày đầu tiên đi làm là crucial, là quan trọng trong cái việc xây dựng cái mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp và với người quản lý. Dịch là tạo ấn tượng tốt trong ngày đầu tiên nhận việc là cái điều quan trọng để xây dựng cái mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp và người giám sát. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây có cần từ với nghĩa là gây ấn tượng, với nghĩa là tạo ấn tượng, đúng chưa? Bây giờ sẽ lại giống lại cho cô xem là với cái nghĩa là tạo ấn tượng thì cô sẽ có là có thể dùng động từ là create, với có thể dùng là động từ là create, có thể dùng động từ là make, có thể dùng động từ là give. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là trong cái bốn phương án này của chúng ta thì em sẽ thấy chỉ có anh ý B của cô được thôi. Nên là với câu này cô sẽ chọn đáp án là anh ý B. Xong câu số 31 chuyển cô sang với câu số 32. Với câu số 32 cô có từ spread, nhờ spreading nghĩa là lan truyền. Rồi cô có từ for là sai trái, rumor là đồn đại. Vậy thì với câu số 32 dịch là cái việc mà tung những cái lời đồn đại thất thiệt. Là dịch là cái việc lan truyền những cái tin đồn thất thiệt. Có thể làm sao, cô có từ reputation. Chứ với từ reputation nghĩa là uy tín, danh tiếng. Là cái việc lan truyền những tin đồn thất thiệt có thể hủy hoại nhanh chóng danh tiếng của một người mà làm sao không thể sửa chữa được. Như vậy bạn sẽ xem cho cô này, bốn cái động từ này của chúng ta đều mang nghĩa là phá hủy cả. Vì nó sẽ có sự khác nhau như nào? Tiện thể gặp ở đây thì chúng ta sẽ mở rộng luôn ra cho em nhé. Chúng ta có với cái anh ý a với động từ sau. Với động từ destroy, động từ chúng ta nghĩa là phá hủy một cái gì đó, đúng không? Phá hủy hoàn toàn cái gì đó đến mức mà nó không còn dùng được nữa, không còn tồn tại nữa. Rồi, thế còn với cái anh ý b của chúng ta thì sao? Ý b nó cũng có nghĩa là phá hủy, nhưng cô có với từ demolish nghĩa là phá hủy một cái tòa nhà, để phá hủy hoàn toàn một cái tòa nhà để lấy chỗ, lấy đất phục vụ cho mục đích khác. Nhá, bây giờ cô sẽ có với cái anh ý C của cô thì sao? Ý C cô có với từ sau này. Với từ devastate, từ đấy chúng ta nghĩa là phá hủy, nghĩa hoàn toàn một cái khu vực nào đó, nghĩa phá hủy trên diện rộng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ba cái từ này cô đều có nghĩa là phá hủy hoàn toàn, nó khác nhau một xíu thôi. Rồi, thế còn với cái anh ý D của cô thì sao? Ý D thì bạn thấy là một mình nó một kiểu luôn.
Với từ damage, từ đây của chúng ta có nghĩa là gây hư hại, gây thiệt hại thôi, chứ không phải là phá hủy hoàn toàn. Vậy thì với cái câu này, nó phải đi theo cái kết hợp từ. Tức là cô cho anh phân biệt nghĩa của các từ cho em như vậy thôi, chứ còn bây giờ mình sẽ đi theo kết hợp từ. Cái kết hợp từ đấy là gì? Bạn căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ reputation. Chúng ta có cái cụm từ sau. Nào, nếu không muốn nhìn cái chữ số xấu của cô trai thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Ở trong cái bảng này của chúng ta, cô có cái cụm từ sau. Nhớ đây ạ, nó chính là cái cụm số 31. Ok. Với cái cụm số 31 chúng ta có cụm từ là damage on reputation. Nhờ với cái cụm này có nghĩa là gì? Nhờ cô nhắc lại mình có cái cụm từ là damage on reputation, nghĩa là hủy hoại danh tiếng của ai. À, vậy là cái phần bài này của cô cho anh là đang soạn theo kiểu là theo đúng thứ tự trong bảng rồi. Vậy là bạn cứ sóng lần lượt trong bảng là mình có được đáp án ngay đúng không ạ? Vậy thì với câu số 32, cô chọn câu đấy là ý D. Xong câu số 32, chuyển cô sang với câu số 33. Nhớ với cái câu số 33 của chúng ta, xem cho cô xem này. Nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này, chắc chắn đây sẽ là dạng câu hỏi về cụm từ cố định rồi. Chứ còn với dạng câu hỏi về nghĩa của từ, chả bao giờ người ta hỏi em mấy cái từ này có nghĩa là gì cả, đúng chưa? Vậy thì với cái câu này, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ blame. Ok, nào. Đỡ phải viết thì gióng bảng cho cô xem là với cái anh là blame, nó sẽ ở trong cái mục nào nhé. Chúng ta có với cái anh là blame. Ok, nó trong cái cụm từ sau. Đợi cô xíu. Rồi, cái này cô nó theo, nhưng mà theo thứ tự nó vẫn có phải theo bảng chữ cái cơ đúng không ạ? Đợi cô xíu này, nó sẽ trong cái mục sau nhé. Chờ bạn nào nhanh mắt tìm cho cô xem nó ở trong cái mục nào mà có cái cụm đó. Đây, chúng ta sẽ thấy nó có ở trong cái mục của put. Đó, với cái anh của put thì cô sẽ có đây rồi. Chờ chúng ta có với cái nhóm một cho ở cái nhóm 406 này. Cô có cái cụm từ là put, ok, hoặc là lay the blame on somebody. Chờ với cái cụm từ là put hoặc là lay the blame on somebody nghĩa là đổ lỗi cho ai. Vậy theo cái cụm như vậy thì với cái câu số 33 này, cô sẽ dễ dàng chọn được đáp án câu đấy của chúng ta sẽ phải là anh ý C. Thì với câu này cô có từ fair, ở đây đóng vai trò tính từ nghĩa là công bằng. Là thật là không công bằng để mà đổ lỗi cho cô ấy khi mà mọi người đều có liên quan. Vậy thì với câu 33 cô chọn được ý C. Rồi từ câu số 34 trở đi cô trai sẽ cho em cụm luôn, không cần gióng lại đấy nhé. Với cái câu số 34 em lại gặp lại từ impression. Chúng ta có một loạt cái cụm từ đi với impression. Thì với câu dịch là khi mà tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, tôi có cảm tưởng rằng anh ấy là cái kiểu người mà sorry, hơi nhút nhát. Nhờ vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với câu này cô không phải là ấn tượng nữa, đúng không ạ? Không phải là gây ấn tượng với ai nữa, mà nghĩa là có cảm tưởng rằng. Thế là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tôi có cảm tưởng rằng anh ấy là người nhút nhát. Tôi có cảm giác rằng anh ta là người nhút nhát. Vậy thì với cái câu này của chúng ta thì cô sẽ có như sau đây. Chúng ta có cái cụm từ, cô viết luôn đây ra đây cho em nhé. Cô có cái cụm từ là get, ok, hoặc là have the impression that, nghĩa là có cảm tưởng rằng. Nhờ vậy thì với cái câu này của chúng ta theo cấu trúc như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là A và B đều ok. Nhưng mà xét về thì và sự phối thì này, mệnh đề trạng ngữ chỉ ra đang chia là quá khứ. Vậy nếu động từ trong mệnh đề trạng nếu như động từ trong mệnh đề trạng ra mà chia thì quá khứ, thì suy ra động từ trong mệnh đề chính của chúng ta không thể chia hiện tại được. Vậy ý B của cô chia hiện tại là sai. Vậy thì với câu 34 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý A. Thế còn với anh ý C với D thì sao? Ý C đó chính là cái cấu trúc là make hoặc là create. Nhớ impression, nhớ chúng ta cụm từ là make hoặc là give hoặc là create an impression on somebody nghĩa là gây ấn tượng với ai. Xong câu số 34 chuyển cô sang câu số 35. Với cái câu số 35 đây sẽ là cái câu thuộc phạm trù về giới từ trong cái cấu trúc về giới từ. Vậy cái cấu trúc về giới từ ở đây là gì? Nó vẫn phải đi theo cụm cơ, đúng không ạ? Thì bạn sẽ căn cứ cho cô cả một cái cụm từ sau. Cô có cái cụm từ là put, emphasis on something. Trong đó cô có với từ emphasis nghĩa là chú trọng nhấn mạnh. Vậy thì với câu này chúng ta có cụm từ là put emphasis on something nghĩa là nhấn mạnh vào cái gì, chú trọng vào cái gì. Thì cô có từ coach là vị huấn luyện viên. Huấn luyện viên đúng không ạ? Chú trọng vào teamwork, vào làm việc nhóm à, nhá. Trong những buổi huấn luyện. Vậy theo cụm như vậy thì 35 cô chọn được ý B.
Xong câu số 35 chuyển cô sang với câu số 36. Với câu số 36 dễ rồi đúng không ạ? Cái câu này nó là cái cụm rất là thông dụng luôn. Đấy em thấy lý do mà cô cho anh đưa nó vào phạm trù 8 cộng là như vậy. Và trong cái chương trình thi của em thì nó cũng sẽ chỉ tầm như thế này thôi, thậm chí còn dễ hơn ấy, đúng không ạ? Nó chỉ vào những cái cụm từ thông dụng thường gặp thôi. Thì với cái câu số 36 bạn căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ exercise. Nếu có từ exercise là thể dục, danh từ không đếm được. Và mình có cái kết hợp từ là do exercise, nghĩa là tập thể dục. Vậy thì với câu số 36 cô chọn được ý đây. Dịch là họ tập thể dục cùng nhau mọi buổi tối. Sau 36 chuyển cô sang câu số 37. Với cái câu số 37, xem cho cô xem cái kết hợp từ ở đây sẽ là gì. Thì bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ research. Chúng ta có cái cụm từ là do research, nghĩa là nghiên cứu. Nhờ cụm từ là do research, nhờ mình có cụm từ là do research on something, nghĩa là nghiên cứu về cái gì. Gì là các nhà khoa học đang nghiên cứu về năng lượng tái tạo. Vậy thì với câu số 37 không có gì phải bàn cãi cả. Cô chọn được 37, đáp án của chúng ta là anh ý A. Sau 37 chuyện cô sang với câu số 38. Với câu 38 thì cô không biết các bạn như nào, chưa học sinh nhóm kín của cô, các bạn ấy hỏi cụm từ rất là nhiều này. Với câu 38 bạn sẽ căn cứ bằng từ attention. Chúng ta có cái cụm từ sau. Cái cụm từ là pay attention to somebody something, nghĩa là chú ý tới ai, chú ý tới cái gì. Ngoài ra chúng ta còn cái cụm từ là attract. Ok. Nhá, cô có từ attract hoặc là get hoặc là catch. Ok. Catch. Want attention nghĩa là thu hút sự chú ý của ai. Đúng không ạ? Rồi, tiếp này cô lại có cái cụm nữa là cụm từ là draw attention. Nhờ chúng ta có cái cụm từ là draw attention to something, hướng sự chú ý tới cái gì. Như vậy rằng là bốn phương án này của chúng ta đều có thể đi theo kết hợp từ được. Cô nhắc lại này, với cái từ attention chúng ta có cụm từ pay attention to something, chú ý tới cái gì. Cô có cụm từ là draw attention to something, hướng sự chú ý tới cái gì. Cô có cụm từ là attract hoặc là get hoặc là catch one attention, nghĩa là thu hút sự chú ý của ai. Vậy thì với câu này bốn phương án đều có thể phù hợp. Thì bây giờ mình sẽ phải xét nghĩa của câu này. Phải xét nghĩa câu này như nào, chúng ta sẽ mở rộng từ ra, ghép từ và dịch cho cô. Thì cô có với cái từ sau. Với từ campaign nghĩa là chiến dịch. Cô có cái cấu trúc là aim to do something, có mục tiêu làm gì. Thì với cô dịch là chiến dịch này, quảng cáo, nghĩa là dịch là cái chiến dịch này. Đó. Nhằm cái mục tiêu là thu hút sự chú ý. Đấy nhá. Nhờ hướng cái sự chú ý tới tầm quan trọng, đúng không ạ? Hướng sự chú ý tới climate change, cái sự biến đổi khí hậu, để mà raise awareness, nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề môi trường. Đấy nhá. Vậy thì với câu này có dịch là cái chiến dịch này có mục tiêu là thu hút cái sự chú ý tới cái vấn đề về biến đổi khí hậu để mà nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường. Chúng ta có cái cụm từ là raise awareness. Chúng ta cụm từ là raise one awareness about hoặc là of something nhá. Cái cụm này của cô này, cô nói lại này, cô viết xuống đây nhá. Cái cụm này bạn sẽ gặp rất là nhiều. Cho có cụm từ là raise, ok, one ở đây đóng vai trò là tính từ sở hữu, đúng không ạ? Awareness nhá, awareness đi với giới từ là of hoặc about something, nghĩa là nâng cao nhận thức về cái gì. Vậy thì với câu số 38 dịch là cái chiến dịch này nhằm là hướng cái sự chú ý về cái vấn đề biến đổi khí hậu để mà nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề môi trường. Vậy thì với câu này cô sẽ là nếu như chọn ra về từ pay attention tôi nghĩa là chú ý tới cái gì, thì bạn sẽ là ai chú ý tới cái gì cơ. Thế còn mục tiêu của cái chiến dịch này là hướng cái sự chú ý tới. Đó, vậy thì cô sẽ không chọn anh ý A được. Thế còn ý B, cô ý C cô với cái anh ý D phải là catch hoặc là attract, nó phải là want attention cơ, nghĩa là thu hút sự chú ý của ai cơ. Vậy ý C và D cô không phải. Do đó với câu 38 cô chọn được câu đấy là anh ý B. Ý B với cái cấu trúc là draw attention to summary, draw to something, hướng sự chú ý tới ai, tới cái gì. Rồi sau 38 chuyển cô sang câu số 39. Với cái câu số 39 bạn sẽ căn cứ bằng mạo từ thì cô sẽ không chọn anh ý A được. Chúng ta có cái cụm từ là earn money, nghĩa là kiếm tiền, đúng không ạ? Nhưng mà money là danh từ không được nên cô sẽ không thể dùng mạo từ được, nên ý A của cô sai. Rồi bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý B, ý C hoặc là ý D. Phải xét cho cô xem với cái anh ý B có thể đi theo kết hợp từ được không? Cô có như sau. Với từ fortune nghĩa là vận may, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có cái cụm từ là earn. Nhớ, earn fortune nghĩa là kiếm được rất nhiều tiền, nhận làm giàu. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là anh ý B của cô có thể ổn trong cái cảnh câu này.
Vậy nếu A mà không được thì D cũng không được. Bây giờ cô sẽ còn ý C thôi. Ý C cô có cái cụm là earn a degree in something. Nhớ, earn a degree in something. Nghĩa là kiếm được tấm bằng về cái gì. Vậy thì với cái câu này dịch là anh ấy đang học hành rất là chăm chỉ. Cô có cái cấu trúc là with a view to doing something. Với mục tiêu làm gì? Rồi, cái cấu trúc này viết ra cho cô này. Cô có cái cấu trúc là with a view to cộng với mục tiêu làm gì? Và dịch là anh ấy đang làm việc chăm chỉ với cái mục tiêu là kiếm được cái gì à? Anh ấy đang làm việc chăm chỉ đúng không ạ? Với cái mục tiêu là kiếm được cái tấm bằng ở trong cái ngành về kỹ thuật. Nhớ, vậy thì bạn sẽ thấy được là với cái câu này của chúng ta xét theo nghĩa thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý C, đúng không ạ? Anh ấy đang làm việc chăm chỉ với cái mục tiêu là có thể kiếm được cái tấm bằng về kỹ thuật để nhá, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ có xong câu đấy của chúng ta, chuyển cho cô sang với cái câu số 40. Với cái câu số 40, bạn sẽ xem cho cô xem này. Với cái câu này của chúng ta xem nào. Cô có là he found it difficult. Nhớ xem với cái câu 39 từ các bạn đã thắc mắc câu 39 là tại sao chọn ý B à? Anh ấy đang làm việc chăm chỉ với mục đích là kiếm được make a fortune. Chúng ta có cụm từ make a fortune, nghĩa là kiếm được rất là nhiều tiền. Make a fortune in something, là kiếm được rất là nhiều tiền trong cái ngành kỹ thuật. Đó, vậy với câu này cô sẽ thấy được là anh ấy làm việc chăm chỉ với mục tiêu là kiếm được tấm bằng về. Vậy lại kiếm được rất là nhiều tiền trong ngành kỹ thuật. Vậy thấy được là trong cái ngành kỹ thuật này thì nó sẽ phải là kiếm cái tấm bằng về trong cái lĩnh vực về trong cái ngành kỹ thuật này, đúng không? Học về cái ngành kỹ thuật này, ở đây nó sẽ là cái ngành học này, đúng không? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây sẽ phải là học cái ngành học đó và kiếm được cái tấm bằng về cái ngành học đó. Nên là với cái câu này của chúng ta, đáp án sẽ phải là anh ý C hợp lý hơn nhá, đúng không ạ? Rồi, tiếp này với cái câu số 40 của chúng ta. Với cái câu số 40, chúng ta sẽ thấy là căn cứ bằng a living. Chúng ta có một cái cụm từ cố định và bạn thừa nhận cái cụm từ đó cho cô luôn. Chúng ta có một cái cụm từ là cụm từ earn a living. Nghĩa cô có là earn, đúng không ạ? Hoặc là make a living, nghĩa là kiếm sống. Vậy thì với câu số 40 không có gì phải bàn cãi cả. Cô chọn được 40 là anh ý C. Chúng ta có cái cấu trúc là find. Ok, cộng với it, cộng với tính từ, cộng với to verb, thấy như thế nào đó để làm gì. Vậy dịch là anh ta thấy rất là khó để có thể kiếm tiền trong cái thời kỳ gì đây? Cứ có là sau during cộng với cụm danh từ đấy nhá. Vậy thì xem cho cô này, ở cái phía sau của chúng ta cô có với từ sau, với cái từ recession, nghĩa là suy thoái, đúng không ạ? Vậy thì với câu này dịch là anh ta thấy rất là khó khăn để có thể kiếm sống được trong cái thời kỳ suy thoái. Vậy thì 40 cô chọn được ý C. Xong câu số 40 chuyển cô sang câu số 41. Với cái câu số 41 thì lúc trước mình có gặp một cái câu tương tự kiểu như này, đúng không ạ? Cô có với từ sau, với từ reputation. Cứ có từ reputation nghĩa là danh tiếng nhá. Lúc trước mình có là đi với từ damage, nghĩa là hủy hoại danh tiếng. Vậy thì với cái câu này xem này, nhà hàng này đúng không ạ? Có được danh tiếng nhờ vào cái dịch vụ tốt. Như vậy thì với câu này cô nó sẽ không phải là nghĩa là hủy hoại danh tiếng đâu, mà dịch là có tiếng nhá. Vậy thì với cái nghĩa là có tiếng thì bạn sẽ xem cho cô xem cái kết hợp từ ở đây của nó sẽ là từ gì. Thì cô có như sau này, căn cứ bằng từ reputation, căn cứ bằng reputation thì cô có như sau, đó đi với kết hợp từ sau, đi với từ earn, ok, rồi có thể đi với từ have, đúng không ạ? Có thể đi với từ acquire, có thể đi với từ acquire, là đạt được, có được cái gì đó. Là nhà hàng này có tiếng nhờ vào cái dịch vụ tốt. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được xem nào, bốn phương án, ba phương án ABCD đều được, ABC đều được. Vậy thì câu 41 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Sau câu 41 chuyển cô sang với câu số 42. Với cái câu số 42, she had to find new ways to earn her after losing her job. Vậy thì với câu này của chúng ta dịch là cô ấy cần phải tìm những cái cách mới để làm sao sau khi mất việc. Chờ, cô sẽ có ý D với từ trust là sự tin tưởng. Ý C với từ interest nghĩa là sự hứng thú, sự quan tâm. Ý B với từ commission nghĩa là nhiệm vụ, là phận sự. Rồi, thế còn ý A với từ crust nghĩa là cái lớp vỏ cứng bên ngoài của đồ vật.
Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu này của chúng ta, nó sẽ phải đi theo cái kết hợp từ thôi, chứ còn về nghĩa thì chắc nó không ổn rồi. Đúng không ạ? Thế nhá, thì cô sẽ có xem cho cô xem là với cái câu này của chúng ta, nhờ cô nói một xíu với cái anh ý B này, với từ commission, cứ có từ commission, từ đấy của chúng ta nó có nghĩa, ở ngoài về cái nghĩa là nhiệm vụ là vận sự ra, từ commission nó còn có nghĩa là một cái lượng tiền được trả cho ai đó khi mà mình khi mà bán cái hàng hóa gì đó đấy nhá. Giờ với cái từ commission, giờ vậy thì với cái từ commission, từ này của chúng ta trong cái ngữ cảnh câu này, xem cho cô là sau khi mất việc thì cô ấy phải làm sao ấy, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ xét cái từ ý B với từ commission này với cái nghĩa là tiền nhá, được không ạ? Vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem là liệu cái anh ý B của chúng ta có được không? Thực ra vấn đề của cái câu này không phải là mình ghép từ vào để mình chọn xem từ nào phù hợp với ngữ cảnh của câu, mà mình sẽ phải theo cái cụm từ cơ. Vậy thì với cái từ commission là nhiệm vụ, là phận sự này, nghĩa là sự ủy nhiệm này, nghĩa là cái tiền, và đây nó sẽ là tiền hoa hồng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái anh này của cô, ý B không được đâu, vì nó không có cái kết hợp từ ghép được như thế, nên là cô sẽ loại cái anh ý B. Bây giờ cô sẽ còn A, C và D. Theo em sẽ nó sẽ có cái cụm là gì đây? Nào, chúng ta có cái cụm này rất lạ với các bạn luôn này. Chúng ta có cái cụm từ là earn. Như là once, one đây là tính từ sở hữu nhá. Rồi sẽ đi với từ sau, với từ crust. Nhá, cái cụm từ này của chúng ta có nghĩa là kiếm được số tiền đủ sống. Vì với cô dịch là cô ấy phải tìm những cái cách mới để mà có thể kiếm được tiền sau khi mất việc. Là kiếm tiền đủ sống sau khi mất việc. Vậy 42 cô chọn được ý A. Sau 42 chuyển cô sang câu số 43. Câu 43 chúng ta sẽ xét cái cụm từ cố định ở trong cái câu này. Thì cô có như sau. Căn cứ bằng từ earn, chúng ta có cụm từ earn money, nghĩa là kiếm tiền. Nhưng ở đây cô lại có từ hết là tính từ sở hữu vào đây cơ. Nên bạn xem cho cô xem là như vậy nó sẽ không ghép được với anh ý D đâu. Bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý A, ý B hoặc là ý C thôi. Ý C cô có từ profit là lợi nhuận. Thế còn ý A cô với từ point là điểm nhá. Rồi thế còn ý B với từ keep, nghĩa với cái từ keep của chúng ta động từ là giữ, thế còn danh từ nghĩa là sự nuôi thân, sự nuôi lớn. Vậy thì với cái câu này của chúng ta xem là anh ta cần phải làm sao? Bằng cách làm những cái việc vặt ở trong nhà. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem là anh ta phải phải làm sao. Cô có cái cụm từ sau thừa nhận cho cô. Cô có cụm từ là earn, once, keep. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là kiếm sống. Chờ, bạn đã thấy được là với câu này dịch là anh ta phải kiếm sống bằng cách làm những việc nhà. Đúng không ạ? Kiếm sống ở đây sẽ là kiếm thức ăn, quần áo, tất cả những cái thứ mà một người cần để sống. Xong câu, vậy thì câu 43 cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là gì à? Cố hết đến câu 50 nhé. Xong câu 43 chuyển cô sang câu số 44. Với cái câu số 44, cô căn cứ bằng từ make a. Chúng ta có cụm từ make a decision. Chúng ta có cái cấu trúc là cái cụm từ là make a decision to do something, nghĩa là quyết định làm gì. Vậy thử cho cô xem ý D của mình có được không? Dịch nghĩa cho cô câu này. Thì cô sẽ dịch được như sau. Anh ấy quyết định bỏ việc và bắt đầu khởi nghiệp. Vậy ý D của cô ok rồi, cô sẽ chọn ý D. Rồi tiếp với cái anh ý C có thể ghép được không? Ý C của cô với từ sau, với từ fortune, chúng ta có cụm từ make a fortune, nghĩa là kiếm được nhiều tiền. Vậy ý C của cô không phải. Rồi tiếp còn ý B với cụm từ là make a donation to something, nghĩa là quyên góp cho. Vậy thì với nghĩa là quyên góp không phù hợp. Rồi, thế còn ý A cô với cụm từ make nhậm với cụm từ là make a distinction, nghĩa là phân biệt. Vậy thì ý A của cô không phải. Xong câu 44 chuyển cô sang với câu số 45. Với cái câu số 45 chúng ta có một cái cụm từ sau này. Cô có cái cụm từ là have something in common, nghĩa là có cái điểm gì đó chung. With somebody, có điểm gì đó chung với ai. Vậy thì với câu số 45, căn cứ bằng hẹn, căn cứ bằng từ something, căn cứ bằng giới từ in và giới từ with, thì cô sẽ chọn đáp án là ý C. Dịch là cô ấy thấy rằng là cô ấy có một số điểm chung với người bạn mới của cô ấy. Vậy thì với câu số 45, cô chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ vậy là anh ý C em nhé. Chợ với cái anh ý C xong, chuyển cô sang với câu số 46. Với cái câu số 46, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ respect, chúng ta có cái cụm từ sau này. Theo cái kết hợp từ ở đây thì cô sẽ có như sau. Chúng ta có cái cấu trúc là show, ok, respect.
Khi mà em nhìn thấy cái từ respect, bao giờ em sẽ nghĩ đến cái động từ là show. Nhưng mà mình có cái cấu trúc là show, nghĩa là respect, nghĩa là to somebody, thể hiện cái sự tôn trọng đối với ai. Thế nhá. Vậy theo cái cấu trúc là show, nghĩa là respect, to somebody, nhá. Vậy thì bạn thấy được là thể hiện cái sự tôn trọng đối với ai, đúng không ạ? Trong cái cấu trúc là show, sorry, show respect to hoặc for somebody, thể hiện sự tôn trọng với ai. Nhưng đây cô lại có là the respect of somebody cơ, nên ý B của cô không được. Nếu mà B không được thì ý D của cô không được nhá. Chúng ta có cái từ show, nhá, chúng ta có ngoài ra có thể dùng cái động từ là pay respect nhá, to somebody. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có cái cấu trúc, cô nói lại một xíu này, cô có cái cấu trúc là show nhá, respect for somebody something, nghĩa là thể hiện sự tôn trọng đối với ai cái gì. Thế còn với cái anh là pay thì đi với từ respect, nhờ pay one respect, nhờ to somebody, bày tỏ cái sự kính trọng đối với ai. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là show với từ pay đều có thể đi với từ respect nhá. Cô nói lại nhé, cô có cái cấu trúc là show nhờ respect for somebody something, thể hiện cái sự tôn trọng đối với ai, được không ạ? Với cái gì, được không ạ? Rồi nhé, chúng ta có như sau. Với cái từ respect, nó có thể nhờ là danh từ. Với cái từ respect chúng ta nó sẽ là danh từ không đếm được, nhận nó hoặc ra nó có thể dùng ở cái dạng số ít nữa. Vậy có thể dùng mạo từ ơ. Thì cô viết rõ ra đây cho em này. Cô có cái cấu trúc là show, ok, hoặc là pay, chứ là respect. Có thể dùng mạo từ ơ ở trước cũng được, đúng không ạ? To hoặc là for somebody, thể hiện sự tôn trọng đối với ai. Thế còn ở đây chúng ta sẽ có cái cấu trúc là earn the respect, ok. Cô có cái cụm từ đó là cụm từ, dạ, với cái cụm từ là earn the respect of somebody. Cái cụm từ này của chúng ta có nghĩa là nhận được, có được sự tôn trọng, kính trọng từ ai đó. Vậy thì với câu dịch là họ, đúng không ạ? Nhận được cái sự tôn trọng từ hàng xóm nhà họ, nhờ thông qua những cái sự tử tế của họ. Vậy thì với câu dịch là họ được hàng xóm tôn trọng nhờ vào cái sự tử tế. Vậy thì với câu số 46, cô chọn được câu đấy của chúng ta phải là anh ý A. Xong câu số 46, chuyển cô sang với cái câu số 47. Với cái câu số 47 thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống, cô thấy có mặt của từ sau. Với từ laws là luật. Và bây giờ mình sẽ đi theo cái cụm từ là ban hành luật, đúng không ạ? Đưa ra luật. Thì cô sẽ có kết hợp từ như sau. Cô có từ pass đi với từ law, nghĩa là ban hành luật. Pass law to do something, ban hành luật để làm gì. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý D. Là dịch là chính quyền mới. Mình có cái cấu trúc là plan to do something, lên kế hoạch làm gì. Chính quyền mới lên kế hoạch là thông qua cái luật để mà support, để mà hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong suốt cái thời kỳ suy thoái về kinh tế. Nhớ chúng ta có với một cái từ sau của chúng ta, đó là từ, với từ downturn, từ đấy của chúng ta có nghĩa là thời kỳ suy thoái, nhưng economic là thuộc về kinh tế. Rồi vậy thì với câu số 47 cô chọn được ý D. Xong câu số 47 chuyển cô sang với câu số 48. Với câu số 48 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau, đó là từ, với từ interest. Chúng ta có cái kết hợp từ như sau. Chúng ta có cái cụm từ đó là cụm từ express. Với cái cụm từ express, nhớ interest in something, nghĩa là bày tỏ cái sự quan tâm đối với cái gì. Vậy với câu dịch là họ bày tỏ cái sự quan tâm của họ đối với việc hợp tác với những doanh nghiệp khác. Vậy thì với câu số 8, cô chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý A. Ok không ạ? Rồi bạn lưu ý cho cô như sau này. Chúng ta còn cái cấu trúc nữa, đó là từ show. Thì cô có cái cấu trúc là show an interest. Như là chúng ta cấu trúc là show an interest, đúng không ạ? Như là chúng ta cấu trúc là show an interest, như là nó nghĩa là có thể hiện cái sự hứng thú với cái gì. Đấy nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có với cái cấu trúc là attract. Rồi với cái cấu trúc là attract the interest, nghĩa là thu hút sự quan tâm. Đấy, những cái này của chúng ta có thể đi theo cái kết hợp từ đấy được, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 48 cô chọn được câu này ý A thôi ạ. Họ bày tỏ cái sự quan tâm của mình đối với việc hợp tác với các tổ chức khác. Thế còn nếu dùng show thì em sẽ dùng là show an interest. Ok, thế còn attract nó sẽ attract the interest. Thế còn express thì cô sẽ có express như one interest in doing something hoặc in something. Thế với câu số 8 cô chọn được ý A. Sau câu số 8 chuyển cô sang câu số 49.
Câu 19 chúng ta có cái cấu trúc là instead of. Sau instead of cộng với danh từ hoặc vào bên. Thay vì cái gì, thay vì làm gì. Thay vì làm sao với every, mọi decision quyết định. Why don't you suggest a constructive solution? Cứ có từ solution là giải pháp, constructive nghĩa là có tính chất xây dựng, suggest là gợi ý, đề xuất. Vậy thì với cái câu số 49 của chúng ta dịch là thay vì, đúng không ạ, lúc nào cũng làm sao với mọi quyết định thì tại sao bạn không đề xuất một cái giải pháp mang tính xây dựng? Vậy thì với cái câu này của chúng ta, em thấy rằng là bốn từ này của chúng ta là bốn từ mang nghĩa là lỗi. Vậy nó sẽ là từ cùng trường nghĩa, thì cô có như sau. Ý D của cô với từ fall, từ này của chúng ta là lỗi trong thể thao. Thế còn ý C của cô với từ mistake, nghĩa là một hành động, một quan điểm, một quyết định không đúng, gây ra một cái kết quả, đưa ra một cái kết quả không mong muốn, không như mong đợi. Thế còn với cái anh ý B của cô với từ error là lỗi. Lỗi theo kiểu là một từ, một con số bị viết sai hoặc bị nói sai. Đặc biệt là cái lỗi này mà gây ra những cái vấn đề ảnh hưởng đến kết quả của cái gì. Thế còn với cái anh ý A của chúng ta thì sao? Ý A cô có với từ sau, với từ fault, từ đấy của chúng ta có nghĩa là cái lỗi thuộc về trách nhiệm của ai đó khi mà để nó xảy ra lỗi, đúng không ạ? Là lỗi thuộc về trách nhiệm của ai đó đấy nhá. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, như là bạn sẽ thấy là nó đi theo kết hợp từ như sau. Như là chúng ta có cụm từ là by fault, nhớ chúng ta có cái cụm từ là by fault, như là with something, nhớ by fault with somebody something, nghĩa là tìm lỗi, đúng không ạ? Theo kiểu bắt bẻ ấy, đúng không ạ? Vậy thì với câu dịch là thay vì lúc nào cũng kiểu bắt bẻ, đúng không ạ? Thay kiểu cũng kiểu lúc nào cũng kiếm lỗi trong cái mọi quyết định, thay vì theo cái kiểu là với cụm từ là find fault with somebody something, nghĩa là tìm kiếm, phát hiện lỗi ở ai đó. Nhưng ngoài ra nó nghĩa là ca thán, phàn nàn về cái gì. Vậy trong cái cảnh câu này mình sẽ dịch là thay vì phàn nàn với mọi quyết định thì tại sao bạn không đề xuất một cái giải pháp mang tính xây dựng đi. Vậy thì với câu số 49 cô chọn được câu đấy là ý A. Sau câu số 49 chuyển cô sang với câu số 50 này. Với cái câu số 50 chúng ta căn cứ bằng động từ thuộc là quá khứ của từ take. Chúng ta có cái cấu trúc như sau. Cô có cái cấu trúc là take something, nhờ for granted, nghĩa là coi cái gì đó là hiển nhiên, là đương nhiên. Ngoài ra cô có cái cấu trúc là take something, nhờ into account, hoặc là consideration, nghĩa là xem xét, cân nhắc cái gì đó. Được không ạ? Hai cái cụm này nhé, cô nói lại này. Cô có cái cụm từ là take something for granted, nghĩa là coi cái gì đó là hiển nhiên, là đương nhiên. Cô lại có cái cụm từ là take something into account, hoặc là consideration, nghĩa là xem xét, cân nhắc cái gì đó. Vậy thì với cái câu này dịch là cô ấy đã coi cái sự tốt bụng của anh ấy là một việc hết sức là bình thường, đúng không ạ? Và không bao giờ cảm ơn anh ấy cả. Vậy thì với câu này mình sẽ không thể chọn cái anh ý D được, bởi vì ba phương án này của mình nó không đồng nghĩa. Nhớ, nên là câu số 10 của cô xét trong cái cảnh câu này, cô ấy coi cái sự tử tế của anh ấy là điều đương nhiên và không bao giờ cảm ơn anh ấy cả. Vậy thì với câu số 30, cô sẽ chọn đáp án là ý C với cái cấu trúc là take something for granted, coi cái gì đó là đương nhiên, là hiển nhiên. Vậy thì với 50, cô chọn ý C em nhé. Bạn thân mến, hôm nay cô cho em bảo rằng là buổi học kéo dài trong thời gian 40-45 phút thôi. Nhưng bởi vì chúng ta ra mục tiêu là cố đến tận câu 50 nên là mình sẽ học đến xít soát là 1 tiếng liền. Rồi tối mai cô cho anh sẽ hỗ trợ em với cái phạm trù từ vựng chính cộng. Và tối mai cô cho anh sẽ hỗ trợ em một buổi với cái phạm trù là các bạn thích học cái gì nào. Nhớ từ vựng nâng cao, từ cùng trường nghĩa, từ vựng nâng cao lồng trong từ cùng trường nghĩa, hay là từ sẽ gây nhầm lẫn, nhớ, hay là phần kết hợp từ. Nhớ tối mai mình học một buổi về phần kết hợp từ đi. Nói chung là ở giai đoạn này bắt các bạn học khó quá thì các bạn ấy sẽ cảm giác là chán, đúng không ạ? Cô trai để thấy rằng là chương trình 7 cộng các bạn học rất là sôi nổi, nhưng mà đến chương trình cộng thì các bạn rất là ỉu. Nên là tối mai cô trai sẽ hỗ trợ em với phần kết hợp từ em nhé. Phần kết hợp từ thì về cơ bản nó chỉ khó hơn phần cụm từ cố định một xíu thôi. Nên là tối mai chúng ta sẽ học phần kết hợp từ em nhé. Bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô trai đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tối mai nhé.